Hello hello mọi người, xin chào đã quay trở lại với vlog của mình. Và như tiêu đề của video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tất tần tật những cái kinh nghiệm mà mình đã áp dụng được để có visa du học Anh nha. Ok, let's get started. Sau khi mà mọi người đã update thôi, mình có 3 bước sẽ TAS, TAS là bằng đại học, đối với Ready Premium và Road to IELTS. Tip đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là hãy cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của chính phủ Anh. Về chính sách visa du học cho các bạn du học sinh thì sẽ có những thay đổi nhỏ hàng năm. Ví dụ như là vào ngày 23 tháng 5 vừa rồi thì chính phủ Anh có công bố là chỉ có những bạn du học sinh nào theo hệ chương trình nghiên cứu như là hệ thạc sĩ, tiến sĩ thì mới có thể mang người thân đi cùng. Vì vậy là bạn nào đang chuẩn bị cho chương trình học cử nhân thì cũng lưu ý về vấn đề này nha. Tip số 2 đó chính là chọn thời điểm để nộp visa. Theo quy định của chính phủ Anh thì mọi người có thể nộp visa sớm nhất 6 tháng trước khi khóa học của mình bắt đầu. Vì vậy là nếu mà mọi người đã nhận được offer của trường rồi thì mình cũng khuyên mọi người hãy chuẩn bị hồ sơ visa kỹ càng và nộp trước khoảng 3 đến 6 tháng nhé. Sau khi mà mọi người đã update thông tin mới nhất của visa cũng như là chọn được thời điểm thích hợp để nộp rồi thì mình sẽ đến với bước quan trọng nhất, đó chính là chuẩn bị hồ sơ du học. Đối với kinh nghiệm cá nhân của mình thì đây là bước cực kỳ quan trọng sẽ quyết định xem là mọi người có đậu visa du học hay không. Và đối với hồ sơ visa du học thì mình sẽ gồm có 3 bộ hồ sơ chính. Thứ nhất đó là hồ sơ cá nhân, thứ hai là bộ hồ sơ học tập và cuối cùng đó là hồ sơ chứng minh tài chính. Bây giờ thì mình sẽ phân tích từng bộ hồ sơ một để xem mọi người cần phải chuẩn bị những gì nha. Nói về hồ sơ cá nhân của mình trước thì bộ hồ sơ cá nhân của mình bao gồm là giấy khai sinh này, CAS, CAS tức là thư mời nhập học của trường. Và nếu như mà không có số CAS thì mọi người sẽ không thể nào mà apply visa du học được. Thế nên là mọi người cũng rất là lưu ý phần này nha. Tiếp theo mình sẽ có thư bảo lãnh từ bố mẹ này, passport và TB test. TB test thì là cái giấy khám lao phổi và nó sẽ có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày mà mọi người đi khám. Vì vậy là mình khuyên mọi người có thể đi khám ngay trước cái ngày mà mọi người đi nộp visa để đảm bảo là khi mà mọi người nhập cảnh vào Anh thì cái loại giấy tờ này vẫn còn hạn. Bộ hồ sơ thứ hai cũng quan trọng không kém đó chính là bộ hồ sơ học tập. Và bộ hồ sơ học tập của mình sẽ gồm có là bằng đại học đối với các bạn nào học hệ master giống như mình. Mình có bằng điểm này và IELTS. IELTS thì là một cái chứng chỉ cực kỳ là quan trọng đối với các bạn du học sinh, đặc biệt là các bạn theo học khóa dự bị đại học này hoặc là theo học khóa master, thì đây là cái điều kiện để trường có thể xem xét xem là mọi người có đủ điều kiện về ngôn ngữ để theo học các chương trình học của trường hay không. Và để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của IELTS cũng như là tip để chuẩn bị một bộ hồ sơ du học Anh một cách hoàn chỉnh nhất thì mọi người đừng quên đăng ký tham gia sự kiện cùng IELTS đến nước Anh được tổ chức bởi Hội đồng Anh diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tới đây nha. Và đến với sự kiện lần này thì mọi người sẽ có cơ hội tham quan phòng thi IELTS rất là xịn sò từ Hội đồng Anh, cũng như là có cơ hội trò chuyện với hai khách mời rất là xịn sò, đó là chị Linh Đỗ, UK Recruitment Manager với 7 năm kinh nghiệm trong thị trường giáo dục quốc tế, đặc biệt là nhắm vào thị trường du học Anh quốc. Và nếu như mọi người hay xem những cái clip fun fun về du học Anh hay còn là cuộc sống tại Anh trên TikTok hoặc là YouTube thì chắc hẳn là mọi người sẽ không còn xa lạ với bạn Hoàng Trần Tuấn Minh hay có nickname là Muối. Thì Muối hiện tại cũng là du học sinh Anh và bạn ấy có rất là nhiều kinh nghiệm về du học cũng như là TIELTS. Thì đây sẽ là một cái cơ hội rất là hiếm có để mọi người có thể gặp được cả hai diễn giả khách mời rất là đặc biệt và chia sẻ những cái thắc mắc của mình liên quan đến IELTS cũng như là liên quan đến du học Anh. Và ngoài ra, ngoài việc được chia sẻ với các diễn giả la thì mọi người cũng có cơ hội nhận được những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn khi mà đăng ký thi IELTS tại Hội đồng Anh trong vòng 2 tuần sau khi mà sự kiện diễn ra. Mọi người sẽ được giảm 500k lệ phí thi IELTS UKVI khi mà đăng ký và tham gia kỳ thi IELTS tại UAC Hà Nội. Nhận ngay phiếu quà tặng 300k dành cho các bạn nào đăng ký thi IELTS thường hoặc là IELTS UKVI tại các địa điểm khác. Và ngoài ra thì mọi người cũng được nhận bộ tài liệu tự học IELTS Ready Premium và Road to IELTS với rất là nhiều bộ đề thi mới được update, và link của sự kiện thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Bộ hồ sơ cuối cùng đó chính là hồ sơ tài chính. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là chứng minh tài chính đi du học Anh có khó không? Thì mình thấy cái này sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp khác nhau nha. Ví dụ như trường hợp của mình thì hồ sơ tài chính của mình chỉ có vòn vẹn một cái quyển sổ tiết kiệm thôi mọi người. Tuy nhiên thì mình cũng biết là có rất nhiều bạn khác cần phải nộp nhiều giấy tờ hơn, ví dụ như là nộp thêm sổ đỏ này, chứng minh thu nhập của bố mẹ này, rồi chứng minh thu nhập của bản thân nếu như mọi người đã đi làm rồi. Thế nên là mình nghĩ là khi mà chuẩn bị bộ hồ sơ tài chính thì mọi người nên tham khảo từ nhiều bên và chuẩn bị đầy đủ nhất có thể nha. Còn đối với trường hợp của mình thì kiểu
anh tư vấn của mình bảo là em dùng mỗi quyển sổ tiết kiệm, thế là mình dùng mỗi quyển sổ tiết kiệm thôi. Nhưng mà rất là may là mình vẫn đậu visa. Và đó là tất cả những kinh nghiệm của mình trong việc apply visa du học Anh. Và nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc nào nữa thì đừng quên để lại dưới phần comment hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình nha. Và cảm ơn mọi người đã xem tới tận cuối video. Nhớ đăng ký tham gia sự kiện nha. Và bye bye, see ya.